Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 này đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mazda 3 thì nó có phiên bản hatchback và những cái phiên bản sedan và phiên bản 1.5 và phiên bản 2.0. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn chiếc xe Mazda 3 này ở cái phiên bản sedan 1.5 quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi. Với hơn 5 vạn km cho nên là chiếc xe này nó còn nguyên bản từ dàn lốp nhé. Cả cái dàn lốp này là còn nguyên bản hết này. Chưa có thay một cái lốp nào cả, lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ. Chiếc xe này là chủ xe là nữ sử dụng cho nên là chủ xe này cũng chưa có lắp thêm nhiều, chưa có độ thêm gì nhiều ạ. Ngoài cái việc là dán phin cách nhiệt này và auto lock, auto gương này, tức là bấm khóa, tức là khi cầm chìa khóa ra khỏi xe khoảng 2 mét thì bắt đầu là xe tự động khóa và gương tự động gập. Đấy là chủ xe lắp thêm có rất là ít thôi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới quý bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 555 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi là đã nhận được chiếc xe này rồi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 sedan 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2018 đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Mazda 3 2018 phiên bản sedan. Nhìn về cái phần bên ngoài thì quý bạn thấy đây ạ, rất là đẹp luôn nhé, nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Và quý bạn nha, thưa với quý bạn, đây là cái màu đỏ, là màu đỏ đun quý bạn nhé, chứ không phải là cái màu đỏ pha lê như bây giờ đâu. Từ năm 2019 thì Mazda mới thay đổi mã màu lên là màu đỏ pha lê, chứ còn trước đó vẫn là cái màu đỏ đun như chiếc xe này đây ạ. Màu đỏ đun để ra ngoài nắng này cũng rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả đâu. Nước sơn zin của xe còn rất là nhiều và rất là đẹp đây ạ. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 5 vạn 4 km cho nên là tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Nguyên bản từ dàn lốp, lốp sơ cua còn chưa hạ. Đấy, dàn lốp nguyên bản của xe đây. Thưa với quý bạn, đây là cái lốp trước mà còn rất là dày như này nhá. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và cái phụ tùng, tức là cái lốp này là sản xuất cuối năm 2017 đây này. Tuần thứ 35 năm 2017 nhé. Zin cả dàn lốp luôn. Đấy, dàn lốp Bridgestone nguyên bản của xe. Cái lốp sau này lại còn mới hơn lốp trước rất là nhiều này. Đấy, lốp sau còn rất mới và rất là dày. Tuần thứ 36 năm 2017. Đấy, cả một cái dàn lốp còn zin, là răng mà chưa có xước sát gì cả quý bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Dàn lốp zin nguyên bản của xe. Đấy, để tôi quay thật chi tiết cho quý bạn xem này. Dàn lốp 2017 này. Đấy, rất là dày luôn quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ là 2017 hết cả dàn lốp luôn. Đó, 2017 này, dàn lốp còn nguyên bản nhé, lốp sơ cua mới tinh chưa hạ. Lát nữa thì tôi quay cái phần cốp thì tôi sẽ cho quý bạn xem về cái phần lốp sơ cua sau. Bây giờ thì xem về bên ngoài thì tôi cho quý bạn xem là chủ yếu về cái phần nước sơn đây này. Nước sơn bên ngoài còn nguyên bản và rất là đẹp các bạn nhé. Và chủ xe cũng đã độ thêm cái phần auto lock, tức là tự động khóa
khi mà cái khóa tôi đang phải để trên nóc là nó không khóa nhá. Auto lock tự động khóa, tự động gập gương, cho nên là tôi phải để cái khóa ở trên này thì là xe nó không tự động khóa và cũng không tự động gập gương. Chứ nếu như mà cái khóa này mà đem cách ra khoảng 1 mét thì là bắt đầu tự động khóa cửa và tự động gập gương. Đấy, tôi đang để cho nó không gập gương các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhìn về cái phần nước sơn thì các bạn thấy là còn nguyên bản rất là nhiều này. Nền rất là căng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là bóng luôn. Và cái cụm đèn hậu thì các bạn thấy đây ạ, chưa có bị xước sát gì cả này, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả này. Rất mới, rất là đẹp nhé. Đẹp từ những cái phần logo, chữ này đều là chưa có bị bóng và xước sát hay là chưa có bị hoen ố gì cả các bạn nhé. Đấy, đèn rất đẹp luôn. Và xe cũng đã được trang bị là camera lùi nguyên bản của xe, đầu DVD màn hình camera lùi nguyên bản của xe rồi. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng không có lắp thêm, không có làm thêm một cái gì cả, chỉ có dán phin cách nhiệt. Đấy, và độ cái phần auto lock và gương auto, gương chiếu hậu là gập điện này, gương chiếu hậu gập điện này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm cả bên lái và bên phụ luôn các bạn nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Mazda 3 phiên bản sedan 2018 facelift. Đây là cái phần ba đợt sốc trước. Thì nhìn về cái cụm đèn pha, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xiên đông. Và đèn pha này cũng rất là mới này, rất là sáng này, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nha. Đấy, từ đèn pha này cho đến mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này, đấy, đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị xước sát, chưa có bị nứt vỡ, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nha. Và thì với thiết kế của Mazda dành cho chiếc Mazda 3 này là cái cụm đèn hậu rất là nhỏ, rất là điệu đà, nằm cạnh cái cụm đèn xi nhan này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một phong cách thiết kế rất là thể thao và trẻ trung. Đấy, nhìn về cái phần cabo này, nước sơn của cabo cũng còn nguyên bản các bạn nhé. Cabo của sơn cabo còn nguyên bản này, rất bóng này. Đấy, có thể soi gương được luôn ở trên cái nắp cabo này luôn này. Đấy, quý bạn thấy nó bóng này. Cửa sổ nóc đầy đủ rồi. Đấy. Và ở cái phiên bản Mazda 3 này các bạn nhé, cũng rất là nhiều người đầu tư hẳn chiếc Mazda 3 này để chạy dịch vụ đấy các bạn ạ. Vì chiếc xe này nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là nhiều người chạy dịch vụ các bạn nhé. Nhưng chiếc xe này chúng tôi cam kết là không chạy dịch vụ đây. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc Mazda 3 này đây này. Rất tiết kiệm nhiên liệu, chính vì vậy cho nên là nhiều người sẽ chạy dịch vụ đây. Với động cơ 1.5 lít, đấy, số tự động sedan này, chỉ 6,3 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy ở trong đô thị là 8,6 lít, nhưng nếu như chạy ở đường trường chỉ có 5,02 lít thôi ạ. 5,02 lít trung bình các bạn nhé. Đấy, à, ngoài đô thị là 5,02 đấy, trung bình là 6,3 lít đấy. Rất tiết kiệm nhiên liệu, chính vì vậy cho nên là rất là nhiều người sử dụng một chiếc xe sedan hạng C này để chạy dịch vụ đấy nhé. Đa số là anh em hay chạy khách VIP, đưa đón khách sân bay các bạn ạ. Nhưng chiếc xe này thì không, chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, không chạy dịch vụ đấy. Và về cái phần ngoại thất thì mới và đẹp như thế này rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này quý bạn nhé. Thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá từ những cánh cửa, những keo chỉ. Tôi sẽ giới thiệu đầy đủ cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe này. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn cùng xem này. Bấm tay để mở cửa đây, với khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý bạn nhé. Đấy, thì tôi sẽ cho quý bạn xem này, từ những cái phần keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản nhé. Chúng tôi cam kết là chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, còn nguyên bản hết, đến ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, ốc bản lề nguyên bản này. Và đặc biệt là cái táp bi cánh cửa thì quý bạn thấy đấy ạ, rất là mới luôn. Táp bi cánh cửa bên lái mà rất là mới nhé, còn chưa bóc cái ni lông vào phần dưới này. Đấy, phần dưới này là chủ xe sợ xước cho nên là chưa bóc ni lông. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu này đều rất là mới luôn các bạn thấy đấy ạ. Rất là mới, mới từng chi tiết một nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này chủ xe còn chưa có dán trải sàn da cơ. Chưa dán trải sàn da mà cái nỉ nó còn mới như này thì các bạn thấy được này. Cái nỉ nó còn mới như này thì các bạn thấy được là chiếc xe này chủ xe rất là cẩn thận đấy ạ. Rất là giữ gìn đấy. Cái thảm nguyên bản của xe cũng còn rất đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và nội thất da cao cấp nguyên bản của xe đã được trang bị rồi. Cửa sổ nóc rồi này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa phía sau này còn nguyên bản hết, chưa có một con ốc nào tháo các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau
bên lái cho quý bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên lái từ những cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này. Đấy, rất mới luôn. Táp bi cánh cửa rất mới này. Ốc bản lề này. Ốc bản lề rất là mới luôn này. Đấy, và nội thất này. Quý vị bạn thấy cả về cái phần nội thất đằng trước nó còn đẹp như vậy, cho nên là cái nội thất đằng sau này nó còn mới hơn là cái chuyện đương nhiên ạ. Đằng sau này thì gần như không có người ngồi mấy này. Đấy. Với những chiếc xe sedan không chạy dịch vụ thì nó còn mới còn đẹp như này đấy. Còn nếu như chạy dịch vụ thì nó sẽ chất lượng nó sẽ xuống cấp rất là nhiều. Toàn bộ từ những cái phần sàn này này còn sạch còn đẹp như này cơ quý bạn ạ. Những cái nỉ sàn còn đẹp như này. Đấy, cho nên là những cái phần trần ở bên trên này nó còn mới còn đẹp là cái điều đương nhiên. Và cái phần trần đấy là cái màu sáng màu kem, cho nên là nó rất là bẩn, nên là chủ xe phải giữ gìn nó được sạch được đẹp như này đấy ạ. Đấy quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Đây là cái đồng hồ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chạy đúng 5.4 km quý bạn nhé. Đồng hồ thì chúng tôi cam kết là chuẩn đấy ạ. Nhìn vào đồng hồ thì quý bạn thấy được là nó còn nguyên bản từ những cái vô lăng này, tần số này, đấy, đến cái dàn lốp nó còn nguyên bản cơ. Thì quý bạn biết được là nó đẹp như thế nào rồi đúng không ạ? Đấy, quý bạn nhé. Nó đẹp như thế nào rồi thì các bạn phải xem được toàn bộ từ đồng hồ, vô lăng, cần số này. Và vô lăng thì cũng đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng này. Cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Đấy, kiểm soát trình, ga tự động nhé. Vô lăng bọc da này. Tích hợp các phím điều khiển này. Điều hòa tự động này. Đầu DVD này. Dưới này là đầu DVD các bạn nhé. Đầu DVD này. Màn hình này. Camera lùi, khóa thông minh, đè nổ, start top đầy đủ rồi nhé. Và bắt đầu từ cuối năm 2017 thì Mazda cũng đã nâng cấp cho hệ thống phanh tay của chiếc xe Mazda 3, tức là chuyển sang chế độ là phanh tay điện tử đây các bạn nhé. Facelift, phiên bản facelift phanh tay điện tử này, với rất là nhiều chế độ lái khác nhau đây này. Đấy, slide sport này. Đấy, chúng ta có thể chuyển chế độ lái này. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Và tất cả về chiếc xe này thì quá là đẹp rồi các bạn ạ. Phía bên trên là cửa nóc này. Cửa nóc này và những cái phần nỉ này, phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Sau đây thì tôi lại phải ra ngoài. Tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại và những cái phần bên hông bên phụ kia cho quý bạn cùng xem này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý bạn cùng xem nhé. Cốp sau. Đó. Cốp sau thì toàn bộ về những cái phần keo chỉ cốp sau này cũng còn nguyên này. Kép cốp sau này, keo chỉ còn nguyên nhé. Còn nguyên luôn cốp sau quý bạn này. Chưa có mất một cái phân keo chỉ nào cả này. Còn nguyên bản hết luôn nhé. Và những cái phần nỉ ở trên cái cốp sau này thì quý bạn thấy đấy ạ. Những cái phần nỉ này nó rất là mới này. Đó, nhưng toàn bộ về những cái phần nỉ này đều rất là mới quý bạn nhé. Và những cái phần nỉ ở bên khoang cốp sau này cũng còn rất là mới luôn đây quý bạn này. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận mua một cái tấm nhựa này để lót đồ này. Cho nên là cái nỉ ở phía dưới mới tinh luôn quý bạn nhé. Đấy. Chủ xe rất là cẩn thận này, lót một cái tấm nỉ này cho nên là bên dưới này mới này. Và phía bên dưới nữa, tức là cái lốp sơ cua đấy ạ. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ quý bạn nhá. Đấy, lốp sơ cua này. Rất là mới này, lốp sơ cua chưa hạ tí nào này. Đấy, nguyên bản của xe đấy ạ. Cái lốp sơ cua này còn mới nguyên nhá. Đấy, sơ cua chưa hạ thì tất nhiên là những cái đồ nghề cũng chưa hạ tí nào. Kích kiếc rồi những cái đồ này là chưa dùng một tí nào luôn các bạn ạ. Kích là ở trong đây. Đấy, kích còn mới tinh đây các bạn này. Chưa có dùng một tí nào. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ là những cái phần keo chỉ này. Keo chỉ cũng còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên này. Ốc bản lề cũng còn nguyên này. Đấy. Đấy, và táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn này, rất là đẹp này. Và nội thất từ đằng sau này, nội thất ghế da này, gần như là không có người ngồi mấy cho nên là rất là mới luôn này. Đấy,
Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đẹp từ những cái ghế này cho đến những cái bậc cửa này, rồi lót sàn này, đều rất là mới luôn. Đấy, những cái phần nỉ này, nếu như chạy nhiều hoặc là nếu như chạy dịch vụ nhé, thì không bao giờ còn đẹp được như này các bạn ạ. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem. Bấm tay để mở cửa này. Đấy. Keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết, chưa có một con ốc nào tháo ra các bạn nhé. Và táp bi cánh cửa thì thưa với quý vị và các bạn đây ạ, táp bi rất là mới rồi, chưa có bị xước sát gì cả này. Toàn bộ từ táp bi này cho đến táp lô này đều rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, mới đều cả xe luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cho đến những cái phần ghế da, đấy, đều rất là đẹp này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 này, phiên bản Mazda 3 1.5 số tự động này, sedan này, đấy, sản xuất tại Việt Nam bởi công ty Thaco Trường Hải đấy. Đấy, đầy đủ và rất là đẹp và còn rất mới luôn quý bạn nhé. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2018 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu mà vừa rồi tôi đã công bố, cái tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ hơn 6 lít cho 100km quãng đường kết hợp thôi ạ. Đấy, rất là tiết kiệm nhé. Và ở chiếc xe này thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, trước tiên là nó còn nguyên bản này, nguyên bản từ cái ốc cabo này, ốc chân cabo này cho đến keo chỉ cabo này. Đấy, tôi muốn giới thiệu đến quý vị bạn là nó còn nguyên bản hết đấy, tất cả là còn nguyên bản nhá. Chúng tôi cam kết là không có bị tai nạn, không có bị va chạm gì cả đâu, tất cả còn nguyên này. Đấy, logo của hãng này. Đấy, còn nguyên luôn quý bạn nhá, tất cả là còn nguyên này, không có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc cabo nguyên bản này, cho đến toàn bộ về những cái phần ốc giảm sóc này, cho đến những cái phần đầu của chiếc xe này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chưa có tháo chiếc xe này thì chủ xe là nữ, cho nên là không lắp thêm, không độ thêm cái gì ở cái phần đầu này, cho nên là tất cả từ những cái nút nhựa này, những cái nở nhựa này đều chưa có bị tháo ra các bạn nhé. Nhiều chủ xe là nam hay tháo ra độ đèn đóm rồi thì các thứ đồ, cho nên là nó mới phải tháo ra, còn cái này là chủ xe nữ không độ cái gì, cho nên nó còn nguyên này. Đấy, còn nguyên luôn, tất cả từ những cái ốc giảm sóc này còn nguyên này, trong khoang này là duy nhất là thay cái ắc quy thôi. Đấy, và động cơ thì rất là mới luôn nhé. Ở cái động cơ này thì tôi cho quý bạn xem là toàn bộ từ những cái ốc chân máy này. Đấy, những cái ốc chân máy này là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Cho đến những cái, đây, ốc chân máy bên này, nguyên hết này. Cho đến ốc mặt máy này, còn nguyên hết luôn các bạn ạ. Không những nó còn nguyên và còn rất là mới thì tôi sẽ mở cái nắp nhựa này lên cho quý bạn xem này. Đấy, cái nắp nhựa này lên nhé, quý bạn xem này, dưới nó có bông thủy tinh. Dưới nó bông thủy tinh để nó cách nhiệt, cho nên là nó hơi bụi này. Cái này bụi từ cái bông thủy tinh ra các bạn nhé, chứ còn máy rất đẹp đấy ạ. Tất cả những con ốc này, con ốc nào cũng còn nguyên zin hết luôn này ạ. Chưa có một con ốc nào tháo ra đâu các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết ạ. Nguyên zin, nguyên bản. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn này. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không có bị ngập nước, không có bị va chạm gì, cho nên là máy móc nó còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda 3 sedan 2018 đăng ký tên tư nhân để Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 sedan 2018 phiên bản facelift này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.